dậy đà phật a à, dậy đà phật a à, dậy đà phật nam mô bổn sư thích Cao ni phật nam mô a di đà phật Hôm nay là ngày 30 tháng 4 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A Di Đà Phật Niệm đến cùng Học đến tập 115 Đại sư Ấn Quang là vị Tổ sư thứ 13 của tịnh Độ Tông Nơi liêu thắt của Ngài có viết một cái chữ chết rất là lớn. Để mỗi ngày nhìn thấy cái chữ chết mà nhắc nhở mình về cái vô thường, để chúng ta đừng có chạy theo danh lợi, hơn thua tranh đấu, giành giật cái không. Nên Ngài viết cái chữ chết này để nhắc nhở chính mình. Mỗi một người chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc, cũng nên học theo mình không phải là giết chữ chết mà mỗi ngày mình được nghe cái danh từ chết càng nghe nhiều càng tốt cũng như những đức nói rằng những đức lo cho các cụ già thì già thì thường ưa chết chết già nhiều nên thấy cái tuổi già các cụ nào là khổ về đi đứng nằm ngồi Khổ về ăn uống ngủ nghỉ Khổ về bệnh đau nhất mình nhức mẩy Và khổ về lẫn nào là tai điếc mắt mờ lưng còm chân mỏi khổ về ngọng nghịu nhìn từ các cụ quý vị nên nhắc cái chữ chết còn đặc biệt hơn nữa. Nhắc cái này là nhắc xác thực Mà nhìn từ từ nhìn cũng thấu thấu một chút Thấy các cụ rồi nhìn lại mình Thì các cụ cũng có một khoảng thời gian khỏe, trẻ Rồi bao nhiêu cái ước mơ như mình bây giờ còn khỏe quý vị Lây quay giờ tuổi già thấy một đời đi qua Không có gì chứ May mắn thay tuổi già này gặp được Phật Pháp Nên chúng ta còn trẻ mình gặp được Phật Pháp Mình gặp ngay Pháp Môn Tịnh Độ này Đây là cái phước báo nhân viên lớn lắm mới gặp được quý vị Nhớ nha Nên Phật nói rằng Có được thân người là khó lắm Mà gặp được Phật Pháp Mà gặp ngay Pháp Môn Tịnh Độ này thì càng khó hơn những cái khó này mà bây giờ mà mình mà có được cái chân là quý lắm quý vị Nên nắm bắt cho chắc nghe không nên mỗi ngày mình nghe cái danh từ chết càng nhiều càng tốt. Cũng như những đức nói chuyện Phật Pháp thường nói chết lắm. Có nhiều người thì người ta giảng Pháp người ta không bao giờ nói đến chuyện này đâu. Nhưng những đức ai nghe không nghe thôi những đức cứ ưa nói danh từ chết. Vô thường, bệnh đau, chết Cứ nói như vậy Nói gì để làm chi Để cái tâm mà dũng mạnh tinh tấn niệm Phật của mình Nó phát triển còn cái tâm mà nó nhẫn nhịn Nó phát triển Cái tâm mà mình không buồn giận ai Nó phát triển Vì sao? Vì sắp chết rồi Buồn giận hơn thua gì Sắp chết rồi Giành giật hơn thua làm chí Từ nơi đó mà Nhìn nhận được cái chết Thì chắc chắn là cái tâm Niệm Phật của chúng ta tinh thắng lắm mà con người sống một ngày sẽ sống vui một ngày vì sao? vì mai mốt bạn chết rồi bạn muốn vui vui cũng không được nữa mà bây giờ mai mốt bạn chết rồi bây giờ ngày nay bạn được sống bạn đi sống buồn sống khổ còn chi không nó nên cái danh từ chết nó giúp cho mình nó nhìn thấu rồi nó giúp mình sống mỗi ngày sống an vui tự tại với một ngày như vậy thì một ngày sống là có ý nghĩa còn nếu như mà mình mà không nhận thức được cái vô thường đến với mình thì cứ lo cái chuyện vu vơ lo cái chuyện xa vờ lo cái chuyện mà nó lâu dài lâu dài gì lâu dài sống ngày hôm nay mà còn chưa tròn vẹn đừng nói chi là lo cái chuyện lâu dài nên cái chuyện mà lo lâu dài là cái chuyện gì cái chuyện niệm phật á cái chuyện giải thoát á mà cái tấm gương mẫu của người niệm phật giải thoát này nè nó mới để lâu dài thí dụ như quý vị có làm chuyện cao xa đại sự gì lớn lao nhưng nếu như quý vị mà không chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc Cái việc của quý vị một đời này chưa xong Chứ đừng nói chi mà lâu dài Khi chết xong là người ta khép lại trang sử nữa rồi Đại lão Hòa à, Thượng Ngài Hiền Niệm một câu Phật hiệu Đây là cái chuyện lâu dài đó quý vị Ngài giảng sanh rồi bây giờ khắp nơi trên thế giới biết Ngài Người ta học theo Ngài Đại lão Hòa à, Thượng tịnh không tán tán rằng Tấm gương của Ngài Chúng sanh 9.000 năm thờ mặt Pháp Nên học theo Cuộc đời người ta sống có ý nghĩa vô cùng quý vị Nên Đại lão và tự tình không Ngày giảng thuyết ngày có nói một câu Năm xưa Chúng tôi học đạo với thầy Lý Vĩnh Nam Thầy Lý Thầy nói rằng Hiện tại là thầy muốn đi Giờ nào là thầy đi giờ nấy Cái khả năng mà niệm Phật Giảng sanh của thầy Thầy muốn đi giờ nào thầy đi giờ nấy Thì chúng tôi nghe như vậy Thì biết thầy của mình bây giờ đạt được công phu rất là cao cái này đâu có nói đơn giản được nếu như mà nói không thật là đại giọng ngữ tội này là tội đỏ trong địa ngục nhưng mà thầy lý thầy mở lời như vậy có nghĩa là công phu của thầy là tự tại giảng sanh nên chúng tôi muốn thỉnh thầy chủ thế gian lâu dài để chúng sanh được nhờ bằng cách nào thỉnh thầy giảng kinh thuyết pháp lúc đó là thầy lý còn khỏe đó nha thì chúng đệ tử mới khuyến thịnh thầy lý giảng kinh thuyết pháp mà giảng kinh gì giảng kinh quan nghiêm tại vì bộ kinh quan nghiêm quá dày quá nhiều mà thầy lý thì một tuần lễ mới giảng lần nếu như mà giảng hết một bộ kinh quan nghiêm thì thời gian lâu dữ lắm thì muốn thỉnh thầy lý chủ thế gian lâu dài nên thỉnh ngài giảng kinh quan nghiêm cho kéo dài thời gian ở thế gian đây là lời giảng của đại lão Hòa thượng tịnh không giảng đó nhưng mà thầy lý giảng được quyển kinh quan nghiêm chưa được bao nhiêu thì thầy lý ngài giảng sanh rồi thì đại lão Hòa thượng tịnh không ngài giảng thuyết ngài nói rằng chúng ta muốn thỉnh chư Phật Bồ Tát trụ thế gian để mà độ chúng sanh thì chính mình khi nghe các ngài mình phải chân thật mà hành trì chân thật mà tu đạo chứ không phải chỉ có cái khuyến thỉnh ngoài cửa miệng là được hoặc là làm bao nhiêu cái nghi lễ gì đó cung kính chân thành là được không phải mà là phải chân thật nghe lời Chí thành mà làm theo Đây là cái cách mà khuyến thỉnh Chư Phật Bồ Tát trụ thế gian lâu dài Để mà độ chúng sanh Và chúng ta muốn khuyến thỉnh Chư Phật Bồ Tát đến thế gian Cũng là ngay cái tâm chân thành Muốn tu đạo Giải thoát Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Sẽ đến thế gian Để mà độ chúng sanh Thì nhớ nha Nên bất cứ một vị Đại Cao Tăng nào mình muốn khuyến thỉnh các ngài trụ thế gian lâu dài thì bằng cách nào đệ tử chúng ta phải chân thật mà tu đạo nhiệt tình mà tu hành các ngài sẽ trụ thế gian để mà dẫn dắt những con người này về thế giới cực lạc mới được tại vì người ta có tâm chân thành muốn học mà chân thật muốn sửa mà từ nơi đó mà các ngài đại từ đại bi sẽ trụ thế gian lâu dài còn dù cho thỉnh các ngài giảng kinh thiết pháp các ngài dẫn là đi Vì sao? Vì những người nghe không chân thật hành trì Không chân thật làm Thì các ngài sẽ ra đi Phải nhớ Từ nơi đó Chúng ta tu đạo phải hiểu quý vị Mỗi một người muốn khuyến thỉnh Đại lão và thượng tịnh không Chủ thế gian lâu dài để mà Độ nhiều chúng sanh Vì ngài như là Chủ cột của Phật Pháp Còn các ngài Thì còn sức ảnh hưởng rất là lớn chúng ta muốn chủ các ngài ở lại thế gian, chúng ta muốn thỉnh các ngài trụ lại thế gian thì chính chúng ta phải là người đệ tử, bất cứ ở nơi nào cũng phải chí thành mà niệm Phật, không phải là đến để đảnh lễ, đến để mà thỉnh hỏi, không phải đến để chụp hình không phải làm chuyện này, mà chúng ta là người dù là ở bất cứ nơi nào xa xôi, chúng ta phải chân thật mà nghe lời. Lời pháp của ngài giảng quá nhiều rồi, Chúng ta nghe chúng ta chăng thật làm Là một người đệ tử lão thật niệm Phật Đại lão Hòa à, Tượng Thượng Không Giảng Thiết thường nói rằng Nếu các vị mà nghe lời tôi câu vật hiệu này chí thành niệm Ở một nơi nào lão thật niệm Phật ở nơi đó Đừng có chí cầu tìm kiếm thêm nữa Đừng có nay chỗ này mai chỗ khác Ngài kể những câu chuyện những vị tu đạo ở một ngọn núi ở bên Nhật. Ngài nói rằng các vị này thời gian ở ít nhất một chỗ là 15 năm. Ở nhiều nhất là gần 50 năm ở trên ngọn núi đó. Toàn là những vị tu hành thành tựu. Tôi cũng muốn ở một nơi không muốn đi đâu cả. Nhưng vì cái nhân duyên của tôi là như vậy Chứ thật sự tôi muốn ở một nơi suốt cuộc đời. Ngài giảng Pháp Ngài có kể một câu chuyện. Ngài xuất gia ở một ngôi chùa. Khi xuất gia xong thì vị chủ gì nói với Ngài là phải học nghi lễ để đi đối phó đạo tràng, đi cúng. Ngài nói rằng con đi xuất gia không phải vì cái việc này mà đi xuất gia, mà con đi xuất gia là gì? Muốn học kinh giáo của Phật để giảng thuyết cho chúng sanh nghe. Đây là cái tâm nguyện đi xuất gia của con. Người thầy không chấp nhận thì ngài đảnh lễ, ngài ra đi. Sau này ngài giảng thuyết ngài nói rằng: "Phải chi ngày xưa mà vị thầy đó cho tôi một cái nơ nhỏ nhỏ thôi." Mỗi ngày tôi giảng kinh thiết pháp Thì đến hôm nay nơi đó Đã trở thành thánh địa rồi quý vị à Đây là chính kim khẩu Của đại lão Hòa Thượng Tình Không giảng thiết này nói đó Nên á Các ngài rất là muốn trụ xứ một nơi Nhưng vì nhân duyên Của chư Phật Bồ Tát Đến thế gian Tùy thận chúng sanh Mà cả đời của ngài đi nhiều như vậy Chúng ta không đủ bản lãnh này đâu quý vị à Quý vị coi có nhiều người tu đạo Vì sao bỏ vào môn tịnh độ Vì đi nhiều nghe nhiều biết nhiều Mà không hành đó quý vị Pháp của Phật Là hành trì Mới có được cái cảm giác Nên mới nói rằng Một tạ lý thuyết không bằng Một trăm gram thực hành Chúng ta phải chân thật có làm Thì có nói nó mới có hư vị Còn nếu như chỉ có nói không mà không làm Vậy thì làm sao chúng ta có cảm giác với Phật Pháp được không quý vị? Vì sao có nhiều người niệm Phật dài năm là bỏ cuộc, đổi phương pháp? Vì đi nhiều, nghe nhiều, biết nhiều nên loạn tâm. Nên không có cái hư vị niệm Phật, nhạt nhẽo với có Phật hiểu. Nên những đức nói với quý vị nghe, cả ngày cầm cái máy bấm số này. Những đức xin tán tháng những vị. Mà lập lên những cái trang mà cho người ta bấm số niệm Phật quý vị ghi cho người ta. Những đức nói, cái việc này tự lỡ lỡ tha Cái việc này quý vị làm là việc lớn lao cuộc đời đó, quý vị Việc lớn lao cuộc đời quý vị Phiến hóa người niệm Phật Khích lệ người ta niệm Phật Cả ngày như vậy Mà dành chút thời gian Để mà ghi Cho người ta bấm số niệm Phật Rồi cái việc này vì khích lệ Người ta niệm Phật Mà có những cái trang mà còn Khích lệ người ta niệm Phật khi niệm Phật được số lượng bấy nhiêu Rồi tặng quà pháp thí cho người nữa chứ Người ta không phải là người ta ham cái chuyện Mà quà khác này đó quý vị Nhưng mà cái việc làm này quý vị Người ta hưng khởi tâm là vui Vui gì Chúng ta phải phấn chắn cái tâm niệm Phật Được một món quà pháp thí Từ tay Của quý vị tặng cho người ta Người ta vui mừng lắm Chứ người ta có tiền đủ khả năng Dư giả mà mua bao nhiêu thứ đó cũng được nhưng mà món quà này quý giá lắm quý vị à món quà niệm phật được khích lệ một món quà nho nhỏ này để kết duyên với tất cả những bạn xén niệm phật tất cả những cái gian của quý vị quý vị nên học theo những cái người mà người ta ghi danh niệm phật ký số đi quý vị à cái chuyện này đặc biệt lắm nên chân thật mà làm việc này tuyệt cả đời con người có thể lo cơm ăn áo bận suốt cuộc đời mà vì sao chúng ta không nhận thức cái việc giải thoát cuộc đời chúng ta là quan trọng quý vị chiếc máy bấm số này tuy thấy nhỏ bé nhưng không đơn giản đâu quý vị à bao nhiêu con người tu hành nhiều năm mà không có kết quả vậy mà từ khi bấm số niệm phật mà phải đưa lên một số lượng cho chuẩn xác nha năm ngàn mười ngàn hai ngàn gì đó phải cố gắng mà bấm bấm giết đi rồi quý vị sẽ thấy cái kết quả những đức đã từng nói rằng nếu một ngày quý vị bấm hai chục ngàn câu ai với đạo phật, vậy thì bí bị sẽ xóa đi hai chục ngàn cái vọng tưởng để bỏ vào tâm. mà chúng ta bỏ vào tâm hai chục ngàn câu ai với Đà phật, mà cả đời như vậy thì trong tâm chúng ta là đầy ấp ai với Đà phật. mà đầy ấp ai với Đà phật thì chàng ra là cái gì? là chàng ra là ai với Đà phật? vì sao chúng ta vọng tưởng nhiều? vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta bỏ những cái vọng tưởng vào trong tâm nhiều quá bây giờ thì nó chào ra giống như bị đổ nước vào chai chai nước đầy nước tràn ra là là nước chứ cái gì thí dụ chúng ta chế nước thúi vào thì đổ ra là nước thúi. nếu chúng ta đổ nước sạch vào thì tràn ra là nước sạch như vậy thì nếu như chúng ta mỗi ngày thu thập vọng tưởng thu thập nhiều điều sai lầm để vào tắm vậy thì vọng tưởng này sẽ chào ra là cái thứ hư hoại còn nếu như mỗi ngày ai với đạo Phật ai với đạo Phật ai với đạo Phật bấm như vậy một câu niệm nghe rõ ràng để vào á lại gia thức trong tâm mình vậy thì cuối cuộc đời quý vị làm gì không nhớ Phật niệm Phật nên những đức tán thán những vị ghi số niệm Phật cho người quý vị có làm ban giám khảo gì cũng không bằng làm ban giám khảo mà ghi số niệm Phật đâu bảo đảm vì ghi số niệm Phật làm ban giám khảo này quý vị về thế giới cực lạc quý vị sẽ làm trưởng đoàn để mà dẫn tất cả chúng sanh đi mười phương khắp pháp giới để mà đi cúng dường chư Phật đó vì mười phương chư Phật đều là tán tháng người niệm Phật mà quý vị lại là người khích lệ người niệm Phật cái việc làm này quý vị là cái việc làm lớn lao nhất của cuộc đời mình làm vợ làm chồng gần hết cuộc đời làm cha làm mẹ người ta Quý vị coi toàn là khổ không à Bây giờ thì mình không phải đá đổ chỗ này Mà bây giờ mình may thấy mình gặp được tịnh độ Mình phải chân thật Cuộc đời còn lại này Mình nên làm cái gì trong Phật Pháp Không có làm cái gì đặc biệt bằng Khuyên người niệm Phật đâu quý vị à Dùng bao nhiêu phương tiện Để mà khuyên người niệm Phật Quý vị nhớ đó Không có quan trọng Tất cả những cái việc Xây chùa tạo tượng đúc chuông gì cả nhưng Đức nói Cái việc quan trọng nhất của quý vị là bây giờ Tất cả chúng ta Nên chân thật mà niệm Phật Ở nhà nhiệt tình làm đúng trách nhiệm của mình Còn đạo tràng nào chiên tu Mình dẫn người đến tu những ngày Chủ Nhật Chiên tu chuyên quần tịnh độ Chiên hướng người ta mục tiêu giải thoát Quý vị dẫn dắt người đến để được bổ túc thêm Cái tâm tu hành Nhất là những người sơ học người ta được đi đến một cái đạo tràng đông người mà cùng niệm phật cái sự nhiếp thọ đó mạnh vô cùng quý vị dẫn người ta đi đây là để bổ túc thôi chứ không phải là đi vòng 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 Dị ai đó mà đi cả còn nếu như một ngôi chùa mà không có tu hành gì không có dị gì, gì cả thà ở nhà mình niệm phật đừng có lo sợ cái chuyện nói rằng không đi đến chùa mai mốt rồi lỡ có hậu sự gì tôi không lo chuyện này phật lo phàm phu của chúng ta chính mình Lo cho mình còn chưa xong nữa. Đừng nói chi lo cho người khác Chúng ta chỉ có chân thật cùng niệm Phật Phía người niệm Phật thôi Chỗ này là chỗ đặc sắc quý vị nên chân thật làm Những buổi nhà Đức chia sẻ này tâm huyết lắm á. Buổi sáng tu xong rồi Tâm quyết của những Đức là gì Là một câu ai với Đà Phật Không có nặng nề danh lợi gì cả Tất cả cái gì những Đức cũng không cần nặng nề hết Chỉ có mình niệm Phật Đủ duyên khuyên người niệm Phật Nên cuộc đời những Đức sẽ rèn luyện Chính mình nhẫn nhịn Quý vị nhớ Tất cả pháp thành tụ từ nhẫn Nhẫn nhỏ thành tụ nhỏ Nhẫn lớn thành tụ lớn Câu Phật hiệu này niệm 4 năm năm Đừng có nói rằng là tôi không thấy cái gì kết quả Hãy nhớ hai chữ nhẫn đi Chân thật mà niệm đi Nhẫn đi rồi quý vị sẽ thấy kết quả của nó Kết quả là giúp cho tâm bình khí hòa Kết quả là giúp cho quý vị thường an tâm Kết quả là giúp quý vị không bị sợ sệt khi gặp sự cố gì đến cuộc đời mình. Kết quả là khi bất cứ kiếp nạn nào xảy ra, quý vị sẽ ở bất cứ nơi nào, sẽ niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đây là kết quả lớn nhất còn gì nữa quý vị. Còn cái kết quả nào mà bằng kết quả này nữa đâu quý vị. Ôi ơi những vị trưởng đoàn, những vị mà biết niệm Phật, những vị mà tu lâu năm vì sao quý vị không nghe lời đức bổn sư thích ca mâu ni dạy quý vị vì sao quý vị còn đi làm cái chuyện cao xa tất cả những việc này làm sao bằng cái việc quý vị một câu vật hiệu này mà niệm quý vị một kẻ ngốc nghếch những đức một kẻ không ra gì những đức gặp phật pháp niệm phật 10 năm nay mà còn hứng khởi cái tâm mà còn có thể làm một số việc gì nho nhỏ trong cuộc đời này của mình mà có ý nghĩa quý vị không nhìn ra sao một con người chưa từng đi học gì cả mà vì sao nói chuyện Phật pháp người ta nghe dù người ta có nói những đức khùng điên gì đi chăng nữa mà quý vị thấy rằng những đức nói chuyện cũng là một số người nghe thiệt là đông một ngày biết bao nhiêu người nghe mà nói quý vị nhà nhà người ta có một phương pháp tu kẻ khùng kẻ điên này mà niệm một câu ai với đạo phật mà còn làm được như vậy quý vị thông minh học thức có trí tuệ như vậy quý vị niệm phật thì sức ảnh hưởng này lớn cỡ nào quý vị vì sao chúng ta không bổ túc cái tâm niệm Phật này Vì sao chúng ta không chân thật mà niệm Phật Chúng ta lại đi thay đổi phương pháp làm chi quý vị ơi Đi tìm hiểu cái gì, đi tìm kiếm cái gì nữa Đại lão Hòa à, Tuận Tịnh không giảng pháp cả cuộc đời của Ngài Cuối cùng cái tuổi già này của Ngài là nói cái gì Nói về niệm Phật Một câu Phật hiểu nên niệm đi Quy tâm gì niệm Phật Niệm Phật sẽ phát triển được cái đạo đức làm người Chân thật mà niệm đi Nó bào mòn sạch những cái nghiệp trong tâm chúng ta nên án tổ ngày nói rằng niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp kiên thanh sẽ chuyển được phàm tâm, quý vị không tin sao? Đại lão à, thượng Hải Hiền đã niệm có vật hiệu này 92 năm, tại sao chúng ta không học hả quý vị? Không biết chữ gì cả. Niệm có vật hiệu 92 năm, mẹ của ngài niệm hai mươi mấy năm. Sư đệ pháp sư Hải Khánh niệm Phật cả đời, đều là những người không biết chữ gì cả. Lão đức Hòa thượng không biết chữ khu khơ cũng là niệm một câu Phật hiệu thành tựu của các ngài đều là biết ngày giờ giảng sanh không quý vị vì sao chúng ta không nhận thức vì sao chúng ta không chăng thật mà học trời ơi nhiều người họ có địa vị có tiền của họ, họ gặp Phật pháp họ đi hộ trì khắp nơi nơi họ đi tầm lum tầm la chỗ cuối cuộc đời của họ chết quý vị coi cái phước báo đó làm sao giải quyết được vấn đề sanh tử vì có hộ trì cái gì đi chăng nữa cũng không bằng cái chuyện quý vị niệm Phật để hộ trì người niệm Phật cả. Quý vị có xây bao nhiêu ngôi chùa có nhiều như là du lương võ đế thì chăng nữa. Thì tổ sư Đạt Ma vẫn nói rằng không có một chút công đức gì cả. Vì sao? Vì ông để trên đầu môi chót lưỡi làm sao có công đức. Không có việc gì bằng niệm Phật đâu. Nên Đại Lão Hòa à, Thượng Tịnh Không này nói rằng một bà lão già niệm Phật quý vị nên cung kính cúng dường cho bà. Một người cao xa Một người tiếng tâm lừng lẫy không niệm Phật Đều là nói gì vọng vọng cái việc thế gian Người này cũng không bằng một bà già lão Lão thật niệm Phật nữa Cả đời của đại lão ở à, Thượng Hải Hiền làm cái gì Chỉ có lão thật niệm Phật Ngài nói một câu rằng Quý vị chăng thật niệm Phật Khi giảng sanh Thì khắp nơi trên thế giới sẽ biết quý vị Trang sử của Ngài mở ra rồi đó chín năm trong thờ mạt Pháp nên học theo đại lão à, tường tịnh không nói rằng tôi bái và tôi hải hiền làm thầy quý vị còn lo ngại gì mà không chịu cố gắng niệm phật chúng ta là cư sĩ ngoài đời mình biết phật pháp có những việc mà mình làm nó vui lắm còn hơn là quý vị mà đi du lịch chỗ này chỗ kia đi uống cà phê đi ăn nhậu ngoài đời nữa cho quý vị biết đó cái niềm vui lớn nhất là mình giải thoát cho chúng sanh là niềm vui cho mình lớn nhất đó quý vị phải nhớ đó thí dụ như bây giờ quý vị biết Phật pháp biết ăn chay biết niệm Phật những ngày chủ nhật quý vị rảnh rỗi vì nghĩ một là mình đi đến một đạo tràng nào đó mình niệm Phật mình tu cái này là quá tuyệt rồi cái hưởng thụ này lớn nhất rồi quý vị điều thứ hai nếu quý vị chưa đi được ở đâu xa quá đạo tràng niệm Phật đó thì quá xa mình đi không được vậy thì quý vị làm cái gì dù là một mình mình hay rủ thêm vài người bạn mình có tiền chút đỉnh làm đủ với khả năng mình thôi làm cái gì đi mua chúng sanh mua cá mua con vật mình đem ra sông mình niệm phật mình quy ý cho nó mình thả nó trời ơi cái việc làm này là quý vị giải thoát cái chúng sanh thí dụ nè chúng ta là một con người bị nhốt trong tù mà ai mà thả mình quý vị vui cỡ nào ơi vị vui cả nào vậy thì quý vị nghĩ quý vị thả con cá con luôn con hến con ếch này mà quý vị thả nó thì nó vui cỡ nào có khi bị thả nó mà nó lặn xuống nó nổi lên nó chào quý vị á. Trời ơi cái lúc đó bị vui lắm. Quý vị thử phóng sanh đi. Thì thử đi phóng sanh bị bắt niệm Phật lên, niệm Phật bị thả nó đi rồi quý vị sẽ vui cỡ nào. Cái niềm vui này quý vị đi 100 cái nhà hàng cũng không bằng. Là cái niềm vui này. Cái niềm vui này quý vị đi có đi du lịch bao nhiêu nước cũng không bằng cái niềm vui phóng sanh này nữa. Cái niềm vui mà đi coi cảnh này cảnh kia để vui đó, cái vui này là khi trở về là nó quay là cái nỗi buồn càng nhiều. Mà cái niềm vui mà muốn tiêu sạch Trong cái nội tâm của mình Những cái khổ đau á Mà cái niềm vui chỉ có giải thoát của chúng sanh mình mới có Được cái niềm vui mà tiêu nghiệp Chị nhớ đó Tại vì chúng sanh được giải thoát Nhưng quý nhớ ngay khi thả ếch á Đừng có thả trên con sông Tại vì cái loài ếch là nó phải sống trong Cây cỏ Ếch là phải thả Cái chỗ mà Đầm lầy mà có cây cỏ Nó ở Nó thích lắm còn ếch mà đem ra mày xong thả nó lội một chút là nó nổi bụng nó lên. Bắt đầu là người ta vớt nó, người ta bắt dễ lắm. Còn thí dụ như mình thả lương, thả lịch đều đó. Thì đừng bao giờ mà thả cái nơi mà người ta mà chán cái nền đá đắt. Cái nền đá chắc chắn. Tại vì lương lịch là nó chui dưới sình. Nên lương lịch là thích sống dưới bùn sình. Còn cá thì có thể thả dưới sông nước bình thường. Đòi cá Đồ thì mình thả Sông nước bình thường Còn lươn lịch Là phải có chỗ nào Có bùng sình Hoặc là Cái mé kinh mé sông Mà phải có bùng nha Phải có đất Thì con lương con lịch Nó mới sống được Còn ếch Là phải thả Ở nơi cái rừng Rậm Có cây cỏ Có nước Chút đỉnh Chầm chầm thôi Vì thả Ếch Thì nó sống nó thích lắm Nó phải biết Nên quý vị Nên dùng những cái thời gian Ngày chủ nhật Những ngày nghỉ lễ Ngày xưa mình chưa có biết tu những ngày nghỉ lễ của mình đi chơi đi ăn nhậu đúng không bây giờ chúng ta biết tu rồi những ngày nghỉ lễ những ngày chủ nhật một là chúng ta dẫn dắt phái đoàn đi đến đây niệm phật đi đến đây tu hoặc đi đến một đạo tràng nào chuyên tu hoặc là gũ bạn đồng tu tập trung lại cùng niệm phật mượn một ngôi chùa nào đó dùng một phương pháp nào tu cho chuẩn xác luôn bây giờ có chiếc máy tu âm có điều niệm phật sẵn hết rồi là điều thứ nhất điều thứ hai là đi đến một đạo tràng chuyên tu để đi tu điều thứ ba là đi phóng sanh rủ người phóng sanh và khi đi phóng sanh xong chúng ta quay lại cái điện thoại chúng ta có facebook chúng ta để lên facebook nhiều người coi được mình khuyên người ta nên làm như vậy không cần đi đông đừng có đi đông nghe đi đông nó ưa tan lắm nên chúng ta đi vài người bạn đồng tu mà đủ duyên mà chúng ta nên giới thiệu cho nhiều người cùng đi như vậy quý vị nói cái phương pháp này nghe là phương pháp đặc sắc nhất Và phương pháp này nó giải tỏa nỗi buồn luôn và sự đau khổ gì nó cũng giải tỏa Mà cũng là cái nghiệp phá thai Quý vị cũng nhờ công đức phóng sanh Mà để đem công đức hồi hướng ở những thai nhi Hồi hướng về thế giới cực lạc Các thai nhi cũng quan hỷ tha thứ cho cha mẹ Đặc biệt lắm Đặc biệt lắm quý vị à Đó. Tại sao không đi làm chỗ này Chỗ này là tuyệt nhất nè Tại sao không chăng thật mà làm Quý vị thử đi những đức nói với vị nghe cái lúc phóng sanh nó nghe bị vỗ tay bị niệm phật hoặc là niệm phật bị thả những con chúng sanh này nghe giống như quý vị đang mở cửa tù mà thả một người cái tâm cảm ơn người ta ngoái lên người ta nhìn quý vị nước mắt rưng rưng mà cả đời người ta nhớ ơn quý vị cái tâm này thôi đặc biệt lắm mà cái đó còn chưa đặc biệt bằng là thả rồi mà còn niệm phật cho nghe đâu còn bây giờ vị phóng sanh vị còn niệm phật cho những chúng sanh nó nghe nữa và khi lúc quý vị phóng sanh cái đem cái tâm từ bi của mình nghe mình thả nè con ơi đi đi con Nhớ niệm Phật nghe con Đời sau đừng có làm xúc sanh nữa nghe con Con đừng có làm xúc sanh Con về thế giới cực lạc đi An vui lắm nghe con Có nghĩa là mình khai thị vài câu đơn giản nhất như vậy Rồi quy y rồi niệm Phật tranh thủ thả liền Còn khi mua những con ếch mà nó bị buộc ngang cái bụng đó là mình đem đồ theo là mình kêu người ta cắt dây liền Bỏ ra trong cái cái rộng Cái rổ vậy đó liền Cái bao gì đó liền Chứ đừng có để mà người ta cuột dây như vậy Mà mình đem đi đến cái nơi mình thả Nó bị buộc dây như vậy thì nó đến nơi nó mệt quá Nó nó lội không nổi nữa cũng như mình mà bị buộc ngay cái bụng hay buộc gần cổ mình mà mà mình muốn cho người ta mở càng sớm như nào càng tốt vậy đấy chứ đâu có muốn mà chờ thời gian đâu quý vị nên nhớ nhìn nó suy mình suy mình để nghĩ ra nó đó nên hàng Phật tử khắp nơi nghe những đức nói về Một câu ai là Phật niệm đến cùng Mà nó phát triển cuộc đời sống của mình Nó an vui thôi Nghèo đi chăng nữa mà niệm Phật cũng vui nữa Nghèo đi chăng nữa mà ăn chay sống cũng vui nữa Gặp một ổ kiến, gặp một tổ ổ ong Gặp bất cứ con vật, con heo, con gà gì chắp tay quy y cho nó Quy y Phật không đọa địa ngục Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ Quy y Tăng không đọa bàn xanh Đọc ba lần niệm Phật dài câu cho nó nghe Chăng thật mà làm cả đời của mình như vậy đi Vì mình sẽ thấy cái niềm vui của nó những điều những đức chia sẻ là những điều những đức có làm Nhớ Những điều chia sẻ là những điều có làm Nên cuộc đời này những đức đến thế gian Không có cái gì nặng nề bằng cái chuyện tu hành Cầu giải thoát cả Nhớ Cuộc đời bây giờ là chỉ có nhẫn nại Cố gắng niệm Phật để nuôi cụ già Đây là đủ duyên làm Còn quý vị ở gia đình Mỗi một người nên chân thật làm tròn trách nhiệm của mình Nhưng cái chuyện quan trọng nhất Là đời này chúng ta phải về thế giới cực lạc Nguyện Hồng ăn Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị Chúng ta đủ duyên cùng tu học chung với nhau Quý vị có sức khỏe, gia đình hạnh phúc Chí thành mà niệm Phật Dù gia đình như thế nào cũng chí thành niệm Phật Khi bỏ báo tháng này Chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc các quý vị Dạ anh Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hướng về không tất cả

đà Phật A à, di đà Phật A à, di đà Phật A à, di đà Phật à. di đà phật a 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 di đà phật Nam mô A Di Đà Phật. 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 di đà phật a 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 di đà phật nam mô a di đà phật Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A di đà phật, 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 A di gì yên yeah.

Y phê, y phê, à y a. Y. phật a di đà 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 phật a di 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 phật di đà phật di đà phật a di đà phật a di đà